Xin chào các bạn. Hôm nay mình nấu một cái món ăn lạ lạ này. Đó là nấu bún riêu cua các bạn. Thì cái nguyên liệu mà để mình làm nấu cái món này là cua này các bạn. Đây là cua đồng nhé. Mình đã rửa sạch sẽ và mình xay rồi. Mình đã xay nhỏ ra đây này các bạn. Cái chỗ này khoảng cỡ 3 lạng các bạn ha. Thì khi mình đã xay rồi, bây giờ mình sẽ chế nước vô để mình bóp, mình lấy cái phần thịt của cua đó các bạn. Còn cái vỏ của nó thì nó sẽ nằm lắng lại ở dưới các bạn ha. Mình dùng cái bao tay để mình bóp cho nó ra chất nha các bạn. Có thể chế thêm miếng nữa. Mình bóp cho nó ra hết cái chất thịt của nó. Mình sẽ dùng cái lược này để mình lược lại các bạn ha. Mình sẽ lược đi lược lại khoảng cỡ 2-3 lần cho nó ra hết cái chất thịt của cua các bạn nha. Cái lần đầu thì nó đặc các bạn, và những lần sau thì mình sẽ cho nước nhiều hơn để mình lọc các bạn nha. Rồi mình lại đổ qua đây lại để mình lọc thêm mấy lần nữa các bạn nha. Khi mình đã lược khoảng 3-4 lần thì cái xác của nó chỉ còn như vậy thôi các bạn ha. Mình sẽ bỏ cái phần này đi nha các bạn nha. Rồi trong khi đó là cái nước này á, là mình không phải mình để vậy để mình nấu luôn đâu các bạn nha. Mà mình sẽ lọc qua đây lại nè các bạn. Sẽ quấy cho nó lên những cái thịt của nó nằm ở trên đó các bạn. Còn nếu mà nó có sót cái vỏ nào thì nó nặng, nó nằm ở dưới thì giờ mình sẽ lọc qua đây các bạn nha. Đây là các bạn, xong rồi cuối cùng nó cũng còn một ít cái vỏ nó nằm ở dưới này thì mình sẽ bỏ lại nha. Mình chỉ lấy phần nước thôi. Và bây giờ là mình bắt lên trên bếp để mình nấu nha các bạn ha. Và đây là những cái nguyên liệu để mình nấu món bún riêu này các bạn. Đây là khuôn đậu. Mà cái loại khuôn đậu này thì cắt nhỏ nhỏ ra mình chiên để cho nó đều được bốn mặt như vậy là các bạn ha. Và đây là hành sắc nhỏ. Mình cũng lấy cái đầu hành này. Và đây là cà mình đã rửa sạch sẽ rồi các bạn. Cà này thì mình sẽ cắt nó ra. Mình cắt nó khoảng là 4 thôi các bạn. Để cho nó còn đẹp đó các bạn ha. Đây cứ mỗi một quả mình cắt làm 4 thôi nha. Nếu mà quả to thì có thể cắt làm 6 cũng được. Mình sẽ cắt như vậy cho nó hết cái chỗ cà này nha các bạn ha. Khi mình đã lọc cua xong rồi thì mình bắt lên bếp để mình nấu các bạn ha. Mà khi mà mình nấu á các bạn, là mình lấy cái muỗng á, mình sơ sơ qua để cho cái riêu cua nó không có bị cháy khét ở phía dưới đáy nồi các bạn ha. Mình sơ sơ qua vậy rồi mình nấu chậm. Các bạn ơi, khi mà riêu mà nó sôi này các bạn này, thì mình sẽ tắt bếp đi nha các bạn nha. Đây các bạn thấy nè, riêu nó đóng thành một cục này các bạn ha. Mình sẽ lấy cái muỗng này là nó có lỗ nè các bạn, để mình vớt cái cục riêu này ra ha. Thì nếu mà mình nấu một chập, nếu mà mình không để ý thì nó sẽ bị tan hết nè các bạn. Mình sẽ vớt cái phần cục riêu này ra, và còn cái nước thì mình tiếp tục mình nấu các bạn ha. Mình bắt chảo lên, mình cho dầu ăn vô rồi này các bạn ha. Mình sẽ cho cái đầu hành trắng vô để mình chiên cho nó thơm nha các bạn. Mình đã
xong rồi thì mình sẽ cho cà mà mình cắt muối rồi các bạn. Rồi đó. Ở trên tay mình đây là cái bịch nước màu của cái hạt cà ri á các bạn. Mình cũng cho vô luôn nha các bạn ha. Mình cho khoảng một nửa. Mình xào và để cho cái quả cà chua nó chín và nó ra màu đẹp đó các bạn ha. Và mình cũng cho cái khuôn đậu vô nè các bạn. Đảo đều nha. Mình cho vô xíu bột lên để cho nó đậm đậm, khuôn đậu với cà nó đậm đậm các bạn. Khi mình xào mình đã thấy nó cũng đã thấm những cái gia vị vô rồi các bạn ha. Thì mình phải tắt bếp và mình cho xuống này. Và mình chuyển cái nồi nước cua mình nấu khi nãy lên bếp lại các bạn nha. Mình nấu lại. Bật bếp để nấu lại cái nước này các bạn nha. Và mình cũng chế cái cà với lại khuôn đậu vô luôn các bạn nha. Đấy là mình làm để cho cái nước nó béo và nó có cái màu đẹp cũng như có thêm những cái gia vị khác đó các bạn nha. Mình nấu cua là chính là để lấy cái nước ngọt đó các bạn nha. Còn mình phải cho những cái nguyên liệu này vô thì nó mới ngon và nó mới đẹp mắt các bạn nha. Mình sẽ nấu sôi lên lại nha. Khi mình nấu mà nó đã sôi lại đều rồi các bạn thì bây giờ là mình nêm lại cho nó vừa ăn nha các bạn ha. Mình có thể nêm một xíu muối nha các bạn. Xíu thôi. Và mình cũng nêm chút nước mắm nha. Mỗi một thứ một chút để cho nó có cái gia vị nó ngon các bạn nha. Xíu thôi. Nêm thêm một muỗng bột nêm đi. Một muỗng bột ngọt các bạn. Rồi như vậy là cái món ăn của mình là nó đã vừa rồi đó các bạn ha. Như vậy là mình sẽ tắt bếp đi này. Rồi tiện đây thì mình cũng làm một tô bún để cho các bạn xem nha. Đây, mình sẽ làm tô bún cho các bạn coi ha. Mình sẽ trang lên này. Có một số người thì người ta nấu bún riêu với lại họ thêm huyết heo luộc á các bạn. Nhưng mà mình lại không có thích ăn cái đó cho nên mình không có nấu cái huyết heo các bạn nha. Và mình sẽ lấy thêm một đây là cái riêu cua mình nấu mình đã múc ra lúc đầu rồi các bạn. Mình cho vô này. Và mình cũng cho hành lá vô nữa các bạn ha. Cái bún riêu này á thì mình sẽ ăn kèm chung với lại rau sống này. Rồi đây là ớt này. Và mình đừng có quên bỏ mắm tôm nha các bạn, vì bún riêu là phải có mắm tôm. Và nặn thêm chanh vô. Vậy là mình đã có được một tô bún riêu thật là ngon. Xin chào các bạn.